tin mới vụ hai thi thể, trong khối bê tông, ở Bình Dương. Cơ quan công an tiếp tục khám xét, tại khu vực rừng cao su, cách ngôi nhà phát hiện hai thi thể. Được giấu trong bê tông ở Bình Dương, để tìm thêm manh mối. Công an khám xét vườn cao su, cách hiện trường 500m. Sáng nay ngày 17 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Bộ Công an, tiếp tục điều tra, khám xét vụ phát hiện. Hai thi thể trong khối bê tông, ở căn nhà phường 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng. Theo đó, các lực lượng chức năng đã thu giữ một số tang vật và chạy đến con đường đất đỏ, xung quanh là rừng cao su bạt ngàn, cách hiện trường khoảng 500m. Tại đây, nhiều trinh sát đi vào rừng cao su. Tìm kiếm khoảng 30 phút, trước khi lên xe chạy về lại căn nhà, nơi xảy ra vụ án mạng. Bà Năm, người sống tại khu vực, cho biết. Dù sống sát bên nhà, nhưng chưa bao giờ giáp mặt, những người hàng xóm đến thuê nhà, họ đi về bí ẩn, trên chiếc ô tô 7 chỗ. Rồi lại vào nhà đóng kín cửa, đặc biệt, những người này không bao giờ giao du, gặp gỡ láng. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại vẫn chưa xác định danh tính của các nạn nhân, do đó, cùng với việc khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân, công an truy tìm hung thủ gây án. Để làm sáng tỏ vụ việc, để công tác phá án được thuận lợi, công an phát thông tin nhận dạng nạn nhân, để người dân biết phối hợp, cung cấp thông tin khi cần thiết. Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 15 tháng 5, người đàn ông dọn căn nhà mới thuê, tại ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, thì thấy một bồn nước nhựa, loại 1.000 lít, bị đổ bê tông bên trong, nên đã đưa ra ngoài đập bỏ. Khi đập phần bê tông ra, người này tá hỏa, phát hiện phần mông của một thi thể người. Lòi ra nên hô hoán, và trình báo cơ quan công an. Ngay trong đêm ngày 15 tháng 5, và sáng ngày 16 tháng 5, công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường. Và lấy lời khai các nhân chứng, để điều tra. Đến khoảng 9 giờ 45, ngày 16 tháng 5, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an tiếp tục phát hiện thêm một thi thể người khác, bị giấu trong cục bê tông, nằm tại sân của căn nhà. Được biết, căn nhà nơi phát hiện vụ việc, được mua đi bán lại cho nhiều người, lần gần đây nhất có một đôi nam nữ, khoảng 30 tuổi. Đến thuê căn nhà này để ở, nhưng khoảng gần 2 tháng nay, hàng xóm thấy căn nhà liên tục khóa cửa, đôi nam nữ cũng không thấy xuất hiện tại khu vực.